Kính thưa quý vị, chúng tôi là Kiều Trâm và Ngọc Trâm. Xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả đã đến với chương trình Tin tức thời sự Việt Nam. Hôm nay là thứ Sáu ngày 20 tháng 12 năm 2019. Sau đây mời quý vị theo dõi tin đầu tiên với Kiều Trâm. Thưa quý vị, Viện Kiểm sát đã đề nghị án tử hình cho cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son. Theo báo, trong nước ngày 20 tháng 12 trong vụ án Mobifone mua 95% cổ phần AVG, thì Viện Kiểm sát quy kết ông Nguyễn Bắc Son là giữ vai trò đứng đầu, xuyên suốt trong quá trình thực hiện dự án. Do đó, ông phải là người chịu trách nhiệm chính về hậu quả gây ra. Viện Kiểm sát cũng cho rằng số tiền chiếm đoạt 3 triệu Mỹ Kim của ông Son chưa nộp lại, cho nên dù ông có những tình tiết giảm nhẹ nhưng chưa đủ hưởng mức khoan hồng. Cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn bị đề nghị mức án từ 14 đến 16 năm tù giam về tội nhận hối lộ 200.000 Mỹ Kim. Cựu Chủ tịch Mobifone Lê Nam Trà nhận hối lộ 2.5 triệu Mỹ Kim, bị đề nghị từ 23 đến 25 năm tù giam. Cựu Tổng Giám đốc Mobifone Cao Duy Hải bị đề nghị tổng mức án 14 đến 16 năm tù. Và trong khi đó, mặc dù bị cáo buộc đưa hối lộ lên tới 6.2 triệu Mỹ Kim cho các quan chức, Phạm Nhật Vũ chỉ bị đề nghị từ 3 đến 4 năm tù. Thưa quý vị, Cambodia đã bắt 119 người Việt Nam lao động chui. 154 người gồm 119 người Việt Nam và 35 người Trung Hoa đã bị chính quyền Cambodia bắt vào ngày 17 tháng 12 tại quận Cambo, thủ đô Phnom Penh, vì bị nghi ngờ là vượt biên trái phép và làm việc bất hợp pháp tại Cambodia. Phnom Penh Post đã loan tin vào ngày 19 tháng 12, nói những người Việt Nam và Cambodia đã bị thẩm vấn vào ngày thứ Tư 18 tháng 12. Phó Giám đốc Tổng cục Di trú là Keo Venton của Cambodia đã cho biết, cảnh sát và lực lượng địa phương nước này đã bố ráp một công trường xây dựng ở đặc khu kinh tế Phnom Penh và đã bắt giữ 154 người nói trên. Báo cáo của trụ sở cảnh sát thành phố Phnom Penh cho biết, Phó Giám đốc trụ sở này là ông Thich V. Seth đã làm việc với công tố viên tòa án thành phố, là ông Coach Kim Long và là đại diện Tổng cục Di trú để đến kiểm tra công trường nơi các nghi phạm bị bắt giữ. Bộ Nội vụ Cambodia vào tháng 11 năm 2019 từng khẳng định người có quốc tịch Việt Nam chiếm tới 90% tỷ lệ người nước ngoài không có giấy tờ, cư trú bất hợp pháp đã bị bắt giữ ở Cambodia vào năm 2018. Nhóm tội phạm Việt Nam bị nghi ăn cắp thông tin hàng triệu người dùng Facebook. Thông tin cá nhân của hơn 267 triệu người dùng Facebook bao gồm tên, số điện thoại và thông tin tài khoản chủ yếu ở Hoa Kỳ đã bị đánh cắp và tung lên mạng. Trang New York Post dẫn báo cáo của các nhà nghiên cứu an ninh mạng cho biết ngày 19 tháng 12. Theo một báo cáo tổng hợp từ trang Comparitech và chuyên gia mạng Bob Diachenko cho biết trong 2 tuần qua, tính từ ngày 14 tháng 12 thì một nguồn dữ liệu lớn và nhạy cảm đã bị tung lên mạng mà bất kỳ ai cũng có thể xem được. Các nhà nghiên cứu cho biết cơ sở dữ liệu này thuộc về một tổ chức tội phạm ở Việt Nam, theo các bằng chứng có được. Những thông tin này được tìm thấy trong một cơ sở dữ liệu có thể truy cập mà không cần mật khẩu hay bất kỳ một biện pháp xác thực nào khác. Chuyên gia Diachenko tin rằng nhóm tội phạm ở Việt Nam có được hồ sơ người dùng Facebook thông qua hai cách là khai thác giao diện lập trình ứng dụng hoặc API của Facebook. 42 chiếc tàu Trung Hoa đã bị trục xuất vì xâm phạm vùng biển của Việt Nam. Kể từ tháng Giêng cho đến tháng 9 của năm 2019, Việt Nam đã trục xuất 42 tàu cá Trung Hoa vi phạm ra khỏi vùng biển Việt Nam. Theo báo Tuổi Trẻ, thông tin này đã được ông Lê Trần Nguyễn Hùng, là Vụ trưởng của Vụ Bảo tồn và Phát triển Nguồn lợi Thủy sản, đưa ra vào ngày 19 tháng 12. Vẫn theo lời của ông Hùng, trong 9 tháng đầu năm 2019, ngoài 42 tàu cá Trung Hoa, Cục Kiểm ngư đã phát giác và xử phạt 455 tàu cá Việt Nam. Theo ông Hùng, tình hình tàu cá Việt Nam sử dụng các nghề lưới kéo, mành, ngư cụ có mắc lưới nhỏ, ngư cụ cấm, sử dụng chất nổ để khai thác trong và xung quanh các khu bảo tồn biển, đặc biệt là trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, vẫn diễn ra lặn bắt hải sản khá thường xuyên, nhất là vào ban đêm. Về các tàu cá Trung Hoa, tin cho hay khi bị phát giác vi phạm, thường có hành vi chống đối, bỏ chạy, gây khó khăn trong công tác điều tra, kiểm soát của cơ quan giám sát ở phía Việt Nam. Thịt chó đóng hộp đang khiến dư luận xôn xao. Giám đốc công ty chế biến nông sản thực phẩm xuất cảng Ninh Bình Apexco cho biết, hình ảnh đặc sản thịt chó đóng hộp của công ty này đang được lan truyền rộng rãi trên mạng, là sản phẩm thử nghiệm được sản xuất cách đây hơn 15 năm. Truyền thông trong nước loan tin,
Trích phát biểu của ông Phạm Xuân Trường, giám đốc công ty Ninh Bình như vừa nêu, theo ông Trường, sản phẩm thịt chó đóng hộp trong hình ảnh lan truyền được công ty thử nghiệm để đưa sang Nam Hàn nhưng không tiêu thụ được nên bị ngừng kinh doanh. Phát biểu với báo trong nước, giám đốc Sở Công Thương Ninh Bình, ông Hoàng Trung Kiên cho biết hiện tại trên địa bàn không có nhà máy nào sản xuất hay kinh doanh mặt hàng thịt chó đóng hộp. Ông Phạm Xuân Trường cho biết từ năm 2013, công ty Apexco đã không sản xuất bất kỳ loại thực phẩm nào mà chuyển sang kinh doanh, làm dịch vụ không liên quan đến thực phẩm. Thưa quý vị, Công an Sài Gòn tra tấn nghi phạm để tống tiền. Hai giới chức công lực gồm một thiếu úy công an và một bảo vệ dân phố ở phường 17 quận Bình Thạnh đã bị tố cáo là bắt người về trụ sở công an rồi tra tấn để tống tiền. Chiều 19 tháng 12, nói với báo Pháp Luật, ông Vũ Ngọc Tước là bí thư quận ủy Bình Thạnh cho hay đã biết tin về vụ bắt người rồi tra tấn tống tiền của Phạm Thái Vinh, công an phường 17 quận Bình Thạnh và Nguyễn Hoàng Minh, bảo vệ dân phố thuộc công an phường 17. Báo Pháp Luật đã kể, anh Chu Hữu Đức cho biết, vào tối ngày 17 tháng 12, anh đã chạy xe gắn máy trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thì bị 6 người mặc thường phục chặn xe yêu cầu kiểm tra hành chính và đã đưa anh Đức về trụ sở công an phường. Lục trong ba lô thấy có con dao học nghề bếp của anh. Nhóm người này đã cáo buộc anh Đức là đi cướp giật. Nhóm này cũng đã dọa là sẽ báo cho gia đình và yêu cầu anh Đức là đưa 10 triệu đồng nếu muốn bỏ qua sự việc. Theo ông Tuất thì hiện sự việc đang được Thanh tra Công an Sài Gòn điều tra. Việt Nam vẫn chưa miễn dịch với các cú sốc bên ngoài. Ngân hàng Thế giới mới lên tiếng cho rằng Việt Nam vẫn chưa hoàn toàn miễn dịch với các cú sốc ở bên ngoài lãnh thổ, dù khẳng định khả năng chống chịu của nền kinh tế. Tổ chức tài chính quốc tế này nói thêm rằng các yếu tố căn bản của nền kinh tế Việt Nam vẫn vững vàng và trong những năm tới thì dự báo GDP của Việt Nam tăng trưởng quanh mức là 6.5%. Tuy nhiên, theo World Bank, Việt Nam vẫn chưa hoàn toàn miễn dịch với các cú sốc bên ngoài, với chứng minh là tăng trưởng xuất cảng giảm từ 21% xuống còn 8% từ năm 2017 đến 2019. Tăng trưởng xuất cảng còn giảm rõ rệt hơn nếu nhìn vào các thị trường xuất cảng ngoài Hoa Kỳ, chỉ tăng được 3.6% trong 11 tháng đầu năm 2019. Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào các cơ sở sản xuất kinh doanh mới cũng tăng chậm lại 30% so với 2 năm trước đó, kể cả sau khi đã tính đến sự tăng trưởng trong đầu tư qua kênh mua bán sáp nhập. Ngân hàng Thế giới nói trong báo cáo có tên gọi là Điểm lại công bố ngày 17 tháng 12. Thưa quý vị, tin tiếp theo cho biết là bị Mỹ đánh thuế thép, Việt Nam cần có sự thận trọng. Việt Nam nên ý thức được rằng họ sẽ là bên chịu thiệt thòi nhiều nhất nếu để bị các nước khác lợi dụng để có hành vi gian lận thương mại với Mỹ. Một nhà phân tích kinh tế nói rằng, sau khi Bộ Thương mại Mỹ ra thông báo, mức tiền phạt lên đến hơn 456% đối với thép nhập cảng từ Việt Nam. Theo thông cáo được phát đi vào ngày 16 tháng 12, Bộ Thương mại Mỹ cho biết họ sẽ chỉ thị cho cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ thu tiền ký quỹ, chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với các sản phẩm thép chống ăn mòn và thép cán nguội nhập cảng được sản xuất ở Việt Nam có sử dụng thép chất nền có xuất xứ từ Nam Hàn và Đài Loan. Bộ Thương mại Mỹ nói rằng họ đã phát giác một số sản phẩm thép sản xuất ở Việt Nam nhưng sử dụng thép chất nền của Nam Hàn hoặc Đài Loan để né thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ giá của Mỹ đối với thép nhập cảng từ hai quốc gia này. Thuyền trưởng tàu Việt Nam bị tù trong vụ trộm dầu ở Singapore. Tòa án Singapore vào thứ Năm ngày 19 tháng 12 đã tuyên án 5 năm rưỡi tù giam đối với công dân Việt Nam Doãn Xuân Thanh sau khi ông này thú tội trước tòa có nhận một lượng dầu mỏ ăn trộm trị giá 5.7 triệu Mỹ Kim. AFP loan tin ngày 20 tháng 12 nhận xác minh từ phía tư pháp Singapore về việc thuyền trưởng Doãn Xuân Thanh, 47 tuổi cùng 3 người khác thông đồng mua dầu mỏ ăn trộm suốt trong khoảng thời gian gần 2 năm trời. Bản thân thuyền trưởng Doãn Xuân Thân kiếm được từ 70.000 đến 90.000 Mỹ Kim trong vụ việc kể từ năm 2016, đến khi bị bắt vào tháng Giêng năm ngoái. Ông Doãn Xuân Thân là người thứ hai bị tuyên án tù trong vụ ăn trộm dầu thô từ nhà máy lọc dầu của hãng Shell ở Pulau Bukom. Người đầu tiên bị án 2 năm rưỡi tù vào tháng 7 vừa qua là Đặng Văn Hạn, 38 tuổi, một thuyền viên trên tàu do Doãn Xuân Thân làm thuyền trưởng. Tàu dầu do Đoàn Xuân Thân làm thuyền trưởng có tên Prime Sao, thuộc sở công ty Vietnam Prime Shipping Corporation. Thưa quý vị, một nguồn tin cho biết là Bệnh viện Hà Nội lấy giá mắc còn cho bệnh nhân uống thuốc hết hạn.
Dù nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương với chi phí đắt đỏ, nhưng gia đình em bé mới 1 tuổi ở quận Hà Đông vẫn bị y tá cho uống thuốc hết hạn sử dụng. Theo báo VTC News, vào ngày 19 tháng 12, giáo sư tiến sĩ Lê Thanh Hải, giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương đã thừa nhận về việc một bệnh nhi 1 tuổi đang nằm điều trị tại bệnh viện này đã bị y tá cho uống thuốc kháng sinh hết hạn sử dụng. Theo lời ông Hải thì trách nhiệm thực hiện cấp phát thuốc của điều dưỡng chưa thực hiện đầy đủ là sai về quy chế chuyên môn. Nhân viên phụ trách chưa tuân thủ đầy đủ quy trình quản lý thuốc tồn tại đơn vị mình. Các cá nhân vi phạm sẽ được báo cáo hội đồng kỷ luật bệnh viện để xem xét mức độ và trách nhiệm để có quyết định kỷ luật phù hợp. Ông Hải cho biết thêm, cháu bé bị cho dùng thuốc quá hạn, đã mắc bệnh viêm phổi và viêm tai giữa hiện tại đã ổn định và được xuất viện vào ngày 19 tháng 12. Và vừa rồi là chương trình tin tức thời sự Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần tới.